thầy ráng ngồi nghe đi, ráng chịu khó nghe chút xíu, ok được không? Quá trời bò thóc đi qua bên kia thì bỡ nó sẽ còn Việt Nam độ mẹ má cherry mang ốp miêu này miêu kia, đá người này đá người kia, qua wow, này miêu con cái mà khóc độ mẹ ai cần qua đây chơi vậy, ai kêu qua đây chơi vậy, ai mượn qua đây chơi vậy, đi ra đi, đâu ai mượn đâu. Ô má qua bên kia, ô má thì chị cái con gì đó quên mẹ rồi, con cua hay con ghẹ gì đó. Ô má đúng không chị, đúng không chị, ăn ốp làm trâu làm chó với tim đó, làm trò hề chung đó, cầm mít đồ má lên còn khóc rồi đó. Đó cái gì, đó cái gì, cái gì nó cái gì, nó cái gì à, tao chơi với mình đó đó, tao cầm mít mà tao quên đủ chồng tao luôn đó. Tao gì cái gì của nó đó, tao bỏ chồng tao qua một bên, tao quên đủ quên chịch luôn. Qua kia kể công khóc lóc quá trời luôn. Có mà bà xã, ờ chung quân, nhiều chú kia anh khóc bên đó, khóc bên đó. Má chưa bỏ thóc gì đâu mà đủ, má Việt Kiều mà chơi giết cu chết khỏe luôn. Làm trâu làm chó gì mình đó. Ô mẹ là qua kể công rồi khóc lóc kể lễ bị sao ốp rồi. Đủ rồi sao, đủ rồi, đủ rồi sao ốp rồi, đâu vô chơi nữa. Còn cầm mít lên nói là tao chơi giùm đó là từ ngày đêm luôn, cầm mít tới tối khuya 3 giờ sáng luôn. Chồng tao, tao không chịch chồng tao luôn, một từ một tháng chịch con cái à, 29 ngày hoạt động 24/24, có ngày chịch chồng tao thôi. Đó, còn mất tốt gì đó, đó. Mày thiệt sợ giết ngu chết mẹ luôn. Lúc nào lên cũng lớn to cái đầu, chửi vui thôi. Đó, giờ em thấy chưa? Bây giờ em thấy rõ ràng chưa? Thử. Đó, chơi biết bao lần rồi. Người ta chửi gì đó, đó. Ok, cũng chơi như người ta. Chửi người ta. Mẹ chửi xong rồi tao chửi giỡn thôi, tao chửi là chửi, tao chửi thương đó. Tao đâu cây cứu rồi, chửi ngày qua là mơ cho thân lại. Ô mẹ chơi mà chửi ngày qua mơ thân lại. Còn nhóc què, anh nói cho mày nhóc què, mày đó chơi bao thoát biết không, mày chơi đó bản lãnh một chút xí nha, có chuyện thì mày sủa cho nó hay. Còn không có chuyện mày cầm cái họng mày lại, mày nghĩ nick tao ai con mắm nào mà giờ vô được hả? Mày nghĩ nick của tao con mắm nào mà giờ vô được hả? Đủ mày, mày còn bị chuyện mổ bà dình hả? Mày qua bên dung dung mà dình mình nói sao vậy? Mày biết tao là tao nói chuyện nhỏ bên đó hả? Mày dám qua dung lớn sao hả? Mày dám qua dung lớn mà chơi sao hả? Mày dám qua dung lớn mà chơi sao? Đủ mẹ mày chuyên môn giúp ba cái dùm nhỏ nhỏ lóc cốc này đủ mà lên thể hiện. Đủ má mày qua dùm lớn mày ngồi tuần lễ đi, tao sơn rít mày đủ ngôi sao 6 tháng sao. Đủ mẹ mày đi vũ thằng đủ mẹ đó giờ không xài tiền mà lên mày cũng được vũ tao nè, mày lên mày chờ mày vũ tao nè. Đủ má mà đàn ông mà chuyên môn đủ mà làm những trò bằng tiền. Đủ mẹ mà chuyên môn bi em la liếm gái cho mình là người tốt, trời ơi mặt lồn mày mà tốt, mày tốt quá sao giờ đủ mày con là mày hả? Nó mày tốt mà hay giỏi, mày giỏi quá đủ mày có con không? Tốt con nào dám còn mít lớn đủ mày ra đang yêu mày không? Đủ mày mà cốc đầu mày ra bây giờ, mày làm giống cái tao đủ mày lạ lắm như mày á, má mày cốc chết mày mày ra bây giờ, tên đàn lồn, đủ mày sớm như sao nói chuyện mà xả tao khang tiếng nghe, không mà chích mày mày sao rồi đó, hiểu không? Anh Tứ Gia bú cặt em hả? Anh Tứ Gia cứ dị hoài. Đụng má ba hồi anh Tứ Gia năn nỉ em mà. Ê, mở đi đụng mì qua dung lớn anh cứ Gia cười gượng. Đụng má anh Tứ Gia nhìn là con người Tứ Gia.